Khả Đăng xin kính chào tất cả quý bà con cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Hôm nay tiếp tục về cho mọi người một mẫu xe nữa đây ạ. Anh em mình quan tâm một chiếc xe Mazda 3 phân khúc hạng C. Nó cùng phân khúc với lại chiếc Kia Cerato hay là Honda Civic cùng với dòng Toyota Altis, thì anh em mình có thể lựa chọn Mazda 3 cho cái dáng trẻ trung và form dáng lịch lãm hơn, đàn ông nam tính hơn. Anh em mình có thể lựa chọn một chiếc xe đến Nhật Bản, để thương hiệu của Nhật Bản nhé, đến từ Việt Nam, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam luôn, thương hiệu từ Nhật Bản, form dáng thì đẳng cấp và màu vàng cát rất là phù hợp cho các bác màu mạnh mộc. Anh em mình thích màu cát, màu đại cát đại lợi đây. Quý chị và con anh em mình quan tâm một chiếc xe đẹp mà zin, máy zin, keo chỉ zin, không lỗi mà được màu vàng cát, thì quý chị và con anh em mình có thể lấy chiếc này với cái tầm tài chính chỉ khoảng 370 triệu, đời 2015 các bác nhé. 370 triệu, Khả Đăng có hỗ trợ bao rút hồ sơ, sang tên, bấm biển, chọn gói, sang tên đổi biển, định danh điện biển số cho các bác. Anh em mình quan tâm màu đen, màu trắng và màu vàng cát, nhà em có 3 màu cho anh em mình, đều 2015 luôn, 2016, 2017 có hết các bác nhé. Quý chị và con anh em mình muốn một chiếc xe phân khúc hạng C mà chất lượng, độ bền máy móc cao, tiết kiệm nhiên liệu thì Mazda 3 không thể bỏ qua rồi các bác. Với động cơ 1.5 công nghệ iVTEC thì dòng này nó chỉ tiêu hao tầm khoảng khuôn 6 lít xăng trên 100 km. Nếu anh em mình không thích con này, có thể thích con ngay cái đằng sau kia, nó chính là con Kia Cerato đời 2016 với tầm tài chính là 380 triệu các bác nhé. Nhưng chiếc này thì đời 2015 với tầm tài chính là 370, nó hao hao như nhau. Anh em mình quan tâm thì em có cả video trực tiếp cái con Kia Cerato kia rồi, 2016 màu trắng kia rồi. Anh em không thích màu trắng thì lấy màu cát cho em. Hai cái con xe này thì em nghĩ là đẹp nhất phân khúc hạng C. Đấy, có vẻ như Cerato sẽ được nhiều chị em phụ nữ thích hơn, nhưng mà nếu mà Mazda 3 thì dành cho những anh em đàn ông nam tính này, trưởng thành. Các bác nào mà thích có sự phá cách trong cái phong cách mà thể thao thì con Mazda 3 nó sẽ thể thao hơn so với Cerato một chút, nhưng nó sẽ đẹp hơn Civic và Altis các bác nhé. Nên là chiếc này nó bán rất là chạy bên cửa hàng nhà Khả Đăng này. Tầm khoảng 370 thì Khả Đăng sẽ hỗ trợ bao rút hồ sơ, sang tên, bấm biển đổi chủ. Tất nhiên xe cộ phải bao cho bà con là không có đâm đụng tai nạn mà ngập nước các bác nhé. Mẫu này thì cũng có trang bị cửa lóc, túi khí ABS, cruise control và có cả thêm đèn bi salon các bác. Form dáng thì đẹp, sơn xi thì sạch sẽ, trong ngoài khá là led căng và đẹp đẽ. Anh em mình lấy biển thì bên em cũng hỗ trợ rút hồ sơ, sang tên, bấm biển các bác nhé. Đây là biển số của nó thì nó là biển 14A18133. Chiếc xe này thì em đã tháo biển để rút hồ sơ, giả lại biển cũ cho chủ cũ rồi. Vì người ta sẽ mua xe mới nên mới đổi xe, nên các bác an tâm nhé. Xe chính tên chính chủ, một chủ từ đầu luôn. Và chính chủ là người Cẩm Phả, Quảng Ninh các bác nhé. Em sang lấy trực tiếp, chính chủ của anh chị là người Cẩm Phả luôn. Đấy, sai không làm người luôn, lấy trực tiếp luôn các bác nhé. Đấy, nên bọn em lấy nguồn gốc rõ ràng. Anh em mình lấy con xe này rất là an tâm này. Vô lăng này, vô lăng phím bấm các kiểu này các bác. Trần nỉ nguyên bản, cam hành trình trên gương, màn hình có theo xe rồi. Đây các bác nhìn nội em, keo chỉ với nội thất bên trong nó rất là đẹp và zin nhé. Ghế da theo xe, nội thất theo xe hết, không có lấn cấp hay là xước sát móp méo gì cả. Các bác nhìn nội em này, về form dáng cũng như chất lượng xe của cái chiếc Mazda 3 này, nó rất là đẹp luôn. Anh em mình về đổ xăng là chạy không nhé. Chiếc xe này gần như là ít người ngồi lắm, ngồi sau này, ngồi sau không ngồi nó còn mốc mốc rồi này. Đấy, ít ngồi quá nó mốc rồi các bác nhé. Cái này là ghế đục lỗ này, nó sẽ mốc theo cái đường lỗ đục. Đấy, ít người quá, anh em mình chịu khó ngồi lên nó sẽ sạch sẽ hơn. Xe không đi nó cũng hỏng đấy, nên là anh em mình phải đi thường xuyên thì nó mới ngon được. Đấy, đài nghe xe chạy mà, luôn luôn phải di chuyển trên đường, chịu khó rửa vệ sinh, đánh bóng nội thất các kiểu. Đấy, các bác nhìn, về khoang cốp thì nó cũng rất là rộng cho anh em mình để đồ nhé. Anh em mà bây giờ nhiều anh em cũng lựa chọn những chiếc xe số tự động động cơ 5, 6 này để chạy dịch vụ đấy. Thì em nghĩ Mazda 3 thì chạy dịch vụ cũng rất là ngon và form dáng nó cũng đẹp. Đấy, xăng nó chỉ có 5.8 ngoài đô thị, kết hợp là 6.6 thôi các bác nhé. Đấy, thông trung bình nó thế thôi, nó chỉ vậy thôi, nó không quá nhiều xăng đâu. Anh em mình lấy những cái mẫu như này thì nó quá là bình thường rồi. Xăng với tầm khoảng 6.5 lít là quay đầu là quá ok. Đấy, với một số tự động mà form phân khúc hạng C chứ không phải B nhé các bác nhé, đi sướng hơn rất nhiều so với Accent hoặc là Vios. Anh em mình có thể lựa chọn mẫu Mazda 3, có cả gẩy số vô lăng tích hợp trên vô lăng các bác nhé. Giờ chúng ta cùng đề lổ máy để xem chất lượng máy móc của này nó như nào. Đây, đây lổ start top thì đồng hồ báo là 80.000 km các bác nhé, 80.000 km. Đấy, vô lăng còn rất là đẹp, có độ mòn trộn trơn một chút, cái này là mòn theo 5 tháng rồi. Đây, củ số thì mới tinh anh em nhìn này, đẹp lắm, có nước hoa gì đây. Nên nó rất là phù hợp với cái tầm tài chính của anh em mình thôi. Anh em mình sẽ lựa xem con này nó hợp lý hay không. Anh em mình lấy con này về đi gia đình với cái tửa tiền mà nó loanh quanh khoảng tầm 370, Khả Đăng sẽ hỗ trợ bao rút hồ sơ, sang tên, bấm biển đổi chủ cho các bác. Các bác quan tâm thì làm việc trực tiếp em Khả Đăng. Đây ạ. Về phần cabo này, cabo là cabo nguyên zin của chiếc xe này nhé các bác nhé, thương hiệu Mazda đây. Cabo còn nguyên zin, có cái lưới tản nhiệt thì có hơi cũ cũ một chút, thì nó kiểu nó bị nước nó bắn lên là nó hơi mờ mờ, nhưng nó là nguyên bản nhé. Nhiều anh em thấy cái
cái mới là người ta thay thôi. Đây này, đấy, thương hiệu Mazda đây này. Nhiều cái là nó mới là nó thay thôi các bác nhé. Nhưng còn đến thời điểm này thì nó như này là chuyện bình thường. Đấy. Nhưng mà hiện tại thì không có đâm va, không có tai nạn. Đầu răng sắt xi, keo chỉ vẫn nguyên zin các bác nhé. Đèn đó nguyên zin này. Ốc đầu răng đây. Đặc biệt là máy của nó là máy nguyên zin từ dàn cò luôn, chưa hề ra máy các bác nhé. Form dáng đẹp, sơn xi sạch sẽ. Anh em mình lấy Mazda 3 về thì thực sự các bác là nó độ bền về máy móc cực kỳ tốt luôn. Máy Sky Active IBTEC đời 2015 các bác nhé. Form mới rồi chứ không phải form cũ nữa. Và chất lượng xe cộ thì thực sự các bác là nó rất là zin và đều đẹp. Máy nổ êm ru không nghe tiếng động luôn. Với cái tầm tài chính khoảng 370 triệu khả năng sẽ hỗ trợ bao rút hồ sơ sang tên bấm biển đổi chủ. Coi như anh em mình mua chỉ có 360 thôi. Mà đời 2015 một mẫu Mazda 3 phân khúc hạng C. Các bác cảm thấy hợp lý thì ủng hộ em Đăng. Em Đăng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mong muốn là khả năng sẽ trực tiếp làm việc cùng mọi người qua số điện thoại 032 6062 789. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ nhé. Chân thành cảm ơn. Hẹn mọi người trong video tiếp theo.